Bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay có đặt cái lo Bluetooth thiết kế TV cổ nha mày. Là 180.000, hàng giá xăng nha mấy bạn. Cho hàng tiết kiệm. Đặt mấy ngày hôm nay mới có. Tua ra cho mấy bạn coi. Dài mình lột quá phẩm của chúng ta mobile TV nha mọi người. Giống như cái TV cổ hồi xưa nè. Mình cua ra đây. Rồi mình cua cái này ra đây. Không có tivi không mày, nó giống tivi luôn, mình giống để điện thoại đây nè, cảm biến, nó quay vòng vòng ấy, đừng có bắt, bắt nhạc á, cái đó chế, bắt nhạc nè, cái lo nè. Kết nối nè. Đang ghép như vậy. Rồi kết nối rồi. Mình bắt nhạc cho mấy bạn nghe nha. Để không đúng cách cái nó bị hư. Nhạc tốt rồi mình mới để vô được. Cho bạn coi, mình không dám lấy nhạc đâu, lấy sợ mất công dính bên quyền. Đây, kênh của mình. Coi tốt bông nha mọi người. Vì cái tivi lớn nhỏ đi qua lại vậy thôi mà này lớn đá mọi người. Thank you.
mấy bạn. Mà em bật màn hình hơi tối nên thấy không rõ lắm. Rồi các bạn ấy hay thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ video ủng hộ cho mình nha mấy bạn. Quên tất cả các bạn.